Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây lực lượng chức năng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích hai cháu gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước đó sáng 7 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, mẹ của hai cháu gái mất tích cũng đã làm việc với lực lượng chức năng để cung cấp thông tin. Chị Chi khóc ngẹn nói, hai đứa con của em đi lạc, đau lòng lắm. Theo thông tin trước đó vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị Chi cùng bốn con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé để bán kẹo. Sau đó, chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100m, hai cháu gái Nguyễn Kiều Thảo My 7 tuổi và Lê Hoàng Thị Linh 3 tuổi đi cùng nhau để bán kẹo. Còn cháu gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. 30 phút sau, chị hốt hoảng bởi không thấy hai con gái là My và Linh đâu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Chị chi khóc ròng. Mọi người nói rằng thấy cháu gái lớn dắt một cháu gái nhỏ đi vệ sinh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng tôi tìm cũng không thấy. Được biết chị Chi là mẹ đơn thân hoàn cảnh khó khăn nên cùng các con bắn kẹo tại khu vực địa bàn quận 1. Đặc điểm nhận dạng của cháu My là tóc ngắn ngang vai, mặc áo thun đen tay ngắn quần đen, đôi dép màu hồng, mang theo giỏ màu vàng. Châu Linh cột tóc biếm, mặc đồ bộ màu đỏ chấm bi trắng, mang đôi dép màu vàng. Bước đầu qua camera an ninh, lực lượng chức năng xác định hai cháu gái có người lạ dắt qua đường theo hướng đường Hàm Nghi.